136 thiên. Ngày 136. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Vậy bạn rất nhanh sẽ có thể nói chuyện bằng tiếng Việt được rồi, với nghĩa nói chuyện phiếm. 那你很快就能用越南语聊天了。 那, 你, 很, 快, 就, 能, 用, 越, 难, 语, 聊, 天, 了。 那你很快就能用越南语聊天了。 那你很快就能用越南语聊天了。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy su y điển. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế lín bẩn địa rấn. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Rú quá nhỉ chẳng sử dụng lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán Tam Thế rồi. Cháu tạo sang sự hội quả lợ. Đừng khách sáo với mình nữa. Bú yào zài gân wo khờ chì lợ. 别再跟我客气了. Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lùi trà cà phê hờ cà bù chí nùa. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 tuổi. Ở bên ngoài. Zài wài miàn. Điều dương. Xiao yáng. Bye bye. Bye bye. Vừa rồi là. Găng găng shì. Phương pháp học này. 这种学习方法. Từ ngữ chuyên ngành. 专业词语. Mỗi ngôn ngữ đều là như vậy mà. 每个语言都是这样子的. Là quy định. 是规定. Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. 河内外语大学. Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. 选越南语专业.